Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông bà, cô bác cùng các Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay nhân duyên hoàn thành, xin đọc kinh tâm để làm một món quà trao gửi cho cô bác gần xa được nghe. Và hoàn thành vì lòng hiếu đạo hiếu ân, tứ ân trọn lành. Và kỳ ba hoàn thành khai mở một tâm pháp giác ngộ để làm một cuốn đĩa cùng để gửi các cô bác gần xa bốn phương tám hướng được nghe. Khi nghe thì thân tâm được an lạc, khi nghe thân tâm được nhẹ nhàng, khi nghe thân tâm được bình yên và hạnh phúc. Và ngày nay Hoàng Thanh xin phát tâm Bồ Đề trước nguyện trên mười phương chư Phật gia hộ phù hộ độ trì cho bốn phương tám hướng được bình yên, và Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ độ cho các quý vị được vượt tai qua nạn khỏi. Và Cửu Quyền Thất Tổ cũng độ cho con cháu nhà nhà được ấm no hạnh phúc, quay đầu hồi hướng, hướng về chỉ đạo tu hiền. Và ngày nay Hoàng Thanh xin diễn đọc kinh tâm để gửi các cô bác gần xa. Và trong lúc hòa âm phối tiếng có điều chi sơ sót, xin cô bác ông bà và cùng các Phật tử gần xa quan hỷ cho Hoàng Thanh. Và Hoàng Thanh kính chúc các cô bác thân tâm an lạc, đạo quả viên dung, Bồ Đề kiên cố, sở cầu sở nguyện luôn luôn được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh tâm giác ngộ tỏ lời, nguyện trên Đức Phật Di Đà chứng minh. Nguyện hương sen tỏa khắp bốn miền, độ an thế sự quay về tu mi. Nay dương trần còn trong bể khổ, biết làm sao thấy chỗ an lành. Hoàng Thanh nay ở dương trần, vì lòng hiếu đạo tỏa bài gửi trao. Để thân được đặng
thân ta khổ mãi trần hàng. Ngày nay kêu gọi Phật thanh tiên giúp ba đời dẹp hết chung chiến tâm lành nà hướng đạo ngày nay tỏ bài. Cùng mà nam nữ kỳ ba mau cố tâm
Quán Âm cứu độ dương trần, bình tâm hướng đạo ba đạo dẹp ra sông mê cảnh thấy trần hà, còn trong mà biển khổ khó mà vượt qua. Nguyện cầu thương nhau trong bụi ba đào, cùng nhau dẫn dắt bước vào đạo thiên. Hôm nay khai mở nguyên nguyên con đường chánh đạo Phật tiên trong trời. Thấy trong dương trần nay sẵn son tâm đồng mà cùng mà diệu dắt nhau, cùng mà phơi bài chữ tu. Nay thấy trong diêm phù biển lành nguyện thở thần tiên chuyển xây cho cả bình yên muôn đời. Khổ tâm nay đã dứt rời, nhờ ơn trăm họ cứu quyền chuyển xây. Mau bước vô hành trong chữ đạo, tạo phước duyên mới thấy an lành. Phước đồng một cảnh nơi đây, cùng nhau chia sẻ đắng cay không còn. Nam thiên mở cửa đón chờ, năm non bảy núi dĩ thời chờ mong muốn.
Biết cái đời mắc phải khổ mà ráng lo mà chăm niệm Di Đà Sách Son. Điển màu linh Phật trời ban rải, phước báo hồng ân cải thiện chữ tu hiền. Trần miền muốn đặng an vui, giờ câu niệm Phật chí thành chí tâm. Thuyền Bát Nhã Dương Trần mẹ đời, mẹ cha trông chờ, biết rằng cảnh đạo chiều mới còn trong bể khổ chưa thảnh thơi sát trần.
Mẹ hiền ơi, dương trần còn đau khổ, biết nói sao bảo bộ được an lành. Ngày nay con trẻ dương trần, đắng cay cầu mẹ muôn phần. Mẹ ơi, nguyên nguyên đi sau này được an lạc, nguyên nguyên đi Bồ Tát hiện thân, nguyên nguyên đi muôn phần được tươi sáng. Mẹ tâm ma là...
lành nguy nguyên. Ta mãi luôn trao chuyện đạo nhân tâm mở khai cho rõ ràng, rồi thân ta sửa sáng đêm ngàn thì mình nơi bước đi trần gian. Ngày quy chung buổi đạo bồ đề, ngày nay thấy rõ cận kề Phật tiên. Ai ơi mau khổ nguyên nguyên trở về với mẹ với thầy đó nha. Tâm có đạo ngày nay thân xác ấy ngày nay ta cố lừa sao cho thấy dạng người, bước cả về đường chẳng thấm tươi, xuống về huynh để trần nhơi an nhàn. Ngày nay thấy được Phật quang an lành chữ đạo sửa sang hoài hoài. Nam mô là chữ điểm tô hoài trong ta niệm, trong chờ thấy sự bình an sum vầy. Ngày nay có mẹ có thầy cùng đồng chia sẻ đắng cay dương trần. Ngày nay tâm mãi tỏ bài lục và tông kia thuộc xa gần cùng bình nà yên. Hoàng thanh cái mở cho người đời ở thế trần gian, ô à phiền ta cô sửa sang, hoàng thanh kêu gọi sửa sang trở về. Hoàng thanh ai mở bồ đề, hoàng thanh kêu gọi vì thời nữ nam, mau bước vô ta thời chữ đạo được ngày nay. Hoàng thanh trong đời bá gia trở về.
nghe qua câu pháp bồ đề, nghe qua tình chi hẹn thề cây núi non. Hoàng à thanh ai đã làm còn, trước nữa ai có gì thời cũng qua. Nghe rồi câu pháp mẫu ca, nghe rồi câu pháp hoàng thanh tỏ bài. Ngày à nay ta cố hắn tay, hoàng thanh kêu gọi thời thấy sự bước trở về đặng giữ long hoa. Trên thời có mẹ có cha, dưới thời có đặng của quyền của ta. Được ông bà chuyển xây độ thế, được nhân duyên hội đạo bồ đề. Phước duyên ta cố hẹn thề, năm non bảy núi trở về mới an. Chiều bá tánh nghe được an vui, bình tâm cố mãi lao chuồi, hướng về chữ đạo mới thời an vui. Nay hoàng thanh hiển tiền tại thế, được mẹ ban Phật chuyển thầy truyền, cho tâm ý không sai chữ đạo, giải ưu phiền dạo bước tầm tu. Nay chí thành nguyện mẹ nguyện cha, tỉnh tâm trí mở ra cho được đặng
an vui thân nhờ trên có Phật, chuyện xây dần đạo lý kỳ thương. Nay chúc cho tất cả mọi đường bình yên hướng đạo, Nam mô cho thành. Hôm nay Hoàng Thanh đã đọc kinh tâm là một món quà gửi các cô bác gần xa, và có điều chi cô bác quan hỷ cho Hoàng Thanh, và ngày nay Hoàng Thanh được phước duyên thật là quý báu, và tình thiêng liêng của mẹ, của thầy, của trời, của thất tổ chúng ta đang chờ mong chúng ta mau thành tâm hồi hướng và quay về chữ Phật đạo. Và Hoàng Thanh đến đây được viên mãn trong bài tâm kinh giác ngộ của Hoàng Thanh. Thì Hoàng Thanh xin chúc các cô bác thanh tâm lúc nào cũng được an lạc, tạo phước tạo duyên được kiên cố, và bồ đề của các quý đạo gần xa luôn nở hoa thiên, và mau sớm trở về thành chữ Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.